Mỹ Nhân xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, không gian sống phần nào thể hiện cá tính và phong cách của mỗi người. Và hiện nay thì ngày càng có nhiều người muốn tự tay thiết kế, trang trí và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Nhưng làm thế nào để tạo ra một không gian sống đúng gu thì đây vẫn là câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Và chúng ta sẽ cùng nghe qua ý kiến của một vài quý vị khán giả trong việc kiến thiết không gian sống của mình nhé. Là phụ nữ, tôi cũng muốn tự tay trang trí nhà cửa, nhưng mà do công việc không có cho phép, thời gian không có ổn định, cho nên muốn mà đi sưu tập những cái đồ trang trí nội thất ưng ý là cũng không biết là mình phải đi đâu. Cũng muốn là có một nơi nào đó bán những cái đồ nội thất mà nó tập trung thì mình sẽ dễ dàng hơn cho cái việc lựa chọn của mình. Mình muốn trang trí phòng khách theo phong cách hiện đại mà không muốn bắt đầu từ đâu. Thật ra với một cái không gian sống thì mình cần tìm một cái đồ nội thất tùy vào cái phong cách thiết kế của cái không gian đó như thế nào. Một cái không gian hướng tới thiên nhiên hay là phong cách đương đại, hoặc là phong cách nó cảm thấy hoài niệm cổ điển. Trong góc nhìn trang trí nội thất hiện đại, cá tính và phong cách là tiêu chí mà xu hướng thiết kế nội thất hiện đại hướng đến. Chúng được kiến tạo thông qua cách bài trí nội thất, cách sử dụng màu sắc, cách tạo điểm nhấn cho ngôi nhà bằng những vật dụng trang trí hiện đại, độc đáo. Những vật dụng trang trí nội thất sang trọng, tinh tế với gam màu hiện đại cũng vì thế được sử dụng rất nhiều trong các công trình, thiết kế nhà ở. Ngày nay, phong cách đương đại luôn được giới trẻ và những người năng động yêu thích vì nó thể hiện xu hướng chung của thế giới, giúp ta hòa nhập với những tư duy thẩm mỹ, đề cao công năng, sự tiện nghi nhưng vẫn thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ riêng của mỗi người. Mặc dù là phong cách đương đại nhưng có nhiều mức độ thể hiện khác nhau, tùy vào gu, sở thích của từng người cũng như bầu không khí mà bạn mong muốn mang đến cho không gian sống của mình. Và chính các vật dụng trang trí giúp chúng ta nhanh chóng và dễ dàng tạo ra không khí đó. Để thiết kế một không gian sống hiện đại mang đến sự tiện nghi, tinh tế và hấp dẫn theo đúng phong cách hiện đại là một điều không phải đơn giản. Thế nhưng nếu chúng ta nắm vững được nguyên tắc, cách sắp xếp và bài trí các vật dụng trang trí nội thất thì điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng Minh Nhật đến với cửa hàng Koto Lifestyle để cùng gặp gỡ với nhà thiết kế Lâm Hiếu Hòa và nghe anh tư vấn thêm về vấn đề này. Trong lúc chờ đợi anh Hòa thì Mỹ Nhật đã kịp xem qua một vòng với những cái sản phẩm đang có ở đây. Thực sự là Nhật cảm thấy rất là ấn tượng với những cái sản phẩm độc đáo này. Cái không gian vô cùng sang trọng, ấm cúng cùng với các cái gam màu mang phong cách hiện đại. Đúng không anh? Đúng rồi. Hiện tại đây, showroom ở đây mình đồ, tất cả những vật trang trí ở đây là đều thể hiện theo phong cách đương đại. Phong cách đương đại hiện nay là đang là xu hướng chung của thế giới. Và hiện tại giờ ở Việt Nam thì tất cả những nhà thiết kế cũng như chủ nhà người ta rất là thích đi theo phong cách đó. Là vì phong cách đó nó sẽ mang tính, vừa mang tính tiện dụng, vừa đẹp và vừa dễ thể hiện theo gu thẩm mỹ riêng. Trong cái việc mà thiết kế một không gian sống hiện đại thì cái việc tạo ra một cái gu là điều rất là quan trọng. Vậy thì mình cần phải làm điều gì để có được cái gu đó trong cái quá trình thiết kế và trang trí ạ? Thường thì theo phong cách đương đại thì tất cả những không gian chung đều sẽ sử dụng những cái màu sắc như đơn giản như là màu trung tính, trắng đen. Trên nền đó thì mình sẽ sử dụng những mình sẽ nhấn bằng những vật dụng, bằng những hình khối hoặc là đường nét, hoặc là những đồ vật mang tính tiện dụng cao nhưng mà nó sẽ có những cái nét đường nét rất là đẹp theo hình học, theo hình khối. Yeah. Nhận thấy là trong cái yếu tố mà trang trí nội thất thì ngoài các cái hình ảnh như thế này thì tượng là một cái vật dụng mà góp phần rất là quan trọng để mang đến cái sự độc đáo và ấn tượng riêng cho không gian của mình. Không biết thì trong cửa hàng của mình có tượng không, và nhà có thể xem được không anh?
Thì hiện tại giờ đây bên cửa hàng mình thì sẽ có một ít một số tượng. Tượng này nó mang tính chất trang trí và nó rất là đơn giản về đường nét. Chẳng hạn như là nai này hoặc là những con chim. Thường thì những cái này á mình, những cái dạng tượng này thì thường mình sẽ trưng theo bộ là hai cái hoặc là một ba cái chẳng hạn, tùy theo không gian mình, cái vị trí của mình nó có lớn hay là nhỏ. Giả sử như cái bức tượng này thì Nhật không biết là nó được làm từ chất liệu gì anh Hòa ha? Ở này tượng này hiện tại nó đã bằng gốm trắng men. Gốm trắng men. Gốm nó đã được nung với nhiệt độ rất là cao nên cái này thường thường thì nó chỉ có mỗi chuyện là hơi dễ vỡ một tí, nhưng mà còn sử dụng thì rất là lâu. Và bên đây sẽ có một số tranh rất là đặc biệt. Đến tranh thì Nhật muốn chia sẻ với anh luôn. Thực sự Nhật là một người rất là thích treo tranh ở trong nhà, cho nên mỗi lần đi chơi hay đi công tác thì Nhật thường mua tranh về hoặc là được tặng. Bây giờ gom lại thì rất là nhiều, với những cái kích thước khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, rồi từ đơn giản đến trừu tượng cũng có luôn. Mà Nhật không biết sắp xếp làm sao để treo cho nó đẹp và hài hòa trong cái không gian nhà của mình. Anh có thể tư vấn giúp Nhật được không ạ? Thì tùy theo thể loại bức tranh, mình thấy mình chia ra rất là nhiều thể loại. Có những dạng tranh, những thể loại như là trừu tượng hoặc là về phong cảnh mình có thể treo trong phòng khách. Còn những cái về hoa lá, về cây trái này nào thì mình có thể mình trang trí trong phòng ăn. Cái kích thước, cái việc sắp xếp các cái loại kích thước khác nhau nó có quan trọng không anh? Cái điều đó cũng rất là quan trọng, tại vì trên một cái mảng tường nếu như mà mình treo nhiều tranh thì mình tranh cũng không quá lớn. Còn nếu như mà mình chỉ treo một tranh, bức tranh thì mình nên treo một tranh lớn, và cái tranh đó cũng không nên quá to để lấn áp tất cả những vật dụng khác. Trên tường, ngoài cái vấn đề mình mày cái trang trí mà là mình dùng tranh ảnh, thì chiếc đồng hồ cũng là một trong những cái vật dụng vừa mang tính trang trí mà vừa mang tính sử dụng rất là cao, mà nó thể hiện tính thẩm mỹ của mình rất là nhiều. Hiện tại đây mình có rất là nhiều cái loại đồng hồ để mình trang trí, hoặc là bên vị trí bên này. Mình không nên treo đồng hồ trong một cái mảng tường nhỏ, thì không nên treo đồng hồ quá lớn. Hoặc là mình cũng không nên treo đồng hồ quá nhỏ, vì quá nhỏ thì mình sẽ không thấy được số khi mình đứng từ xa. Chẳng hạn như trên một bức tường màu tối thì mình có thể mình sử dụng một cái đồng hồ, hoặc là có thể là nổi, màu sắc rất là nổi, hoặc là màu trắng, thì nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn trên bức tường đó. Nghĩa là cái màu của chiếc đồng hồ nó phải tương phản với cái màu của bức tường. Anh Hòa liếc nhìn bên kia, em thấy có hai cái đồng hồ rất xinh. Chắc mình ngồi xuống đây để mình ngắm nó dễ hơn ha. Nhật thấy là hai cái đồng hồ này nó mang cái vẻ hơi hoài cổ một tí, phải không anh? Những cái đồng hồ này thì thường thì là nó sẽ là điểm nhấn rất là đặc biệt cho những không gian hiện đại. Nó đúng là nghĩa là một cái vật trang trí hơn là một cái đồng hồ. Nhật thấy là trong cái showroom mình thì đa số là những cái vật dụng trang trí. Nhưng mà lúc nãy đi ngang thì Nhật thấy là có một số cái vật dụng cho nhà bếp nữa, như là ly tách rồi những cái chén nhỏ nhỏ rất là xinh. Vậy thì không biết những cái vật dụng đó là cũng là trang trí luôn hay là sử dụng anh? Hiện tại hướng hiện nay thì cái những cái vật dụng để trang trí trên bàn ăn những gia đình sử dụng rất là nhiều. Chính vì vậy nên mình có rất là nhiều những cái sản phẩm để mình trang trí trên bàn ăn, cũng như nó vừa mang tính trang trí và nó vừa mang tính sử dụng được. Toàn bộ những loại sản phẩm gốm này là bằng tay, nên tất cả mọi cái đều không giống nhau. Nó chính là cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này. Nó khác với dòng sản phẩm này là bằng khuôn. Thì những loại sản phẩm này thì
chỉ nắng làm hoặc là bằng tay. Dạ. Nên có những cái nét đặc biệt riêng và thể hiện cái rất là thể hiện cái cá tính của cái người sử dụng. Phía trong cái có một cái bàn ăn đã làm, Nhật có thấy vào đó xem. Đây là một cái những cái vật dụng cho một cái bàn ăn. Dạ. Thì ở đây không có phải là đi theo một cái kiểu truyền thống gì mà tùy theo những cái vật dụng mà mình thích mình mix lại với nhau. Thì ví dụ như hạn như có những cái vật dụng có bề mặt là những cái chi tiết như là đan lát này, nó kết hợp với những cũng là chi tiết mà chi tiết là đan len chẳng hạn gì này này, thì khi đó là những cái sản phẩm của mình kết hợp với nhau, nó hài hòa với nhau ở chỗ là về cái màu sắc chung. Thì nhìn vô một cái những cái vật dụng này mình sẽ thấy được cái cá tính của cái người setup các bạn. Bạn Nhật muốn hỏi là cái những cái đèn này thì nó có phải là yếu tố trang trí chính trong nhà không anh? Khi mà mình bước vào một không gian đẹp thì thường thường ánh sáng là cái rất là quan trọng. Trong rất là nơi đèn thì đèn cái quan trọng nhất là đẹp nhất là đèn treo trần. Yeah. Thì mình có thể lên trên đầu xem một ít. Đèn ngoài tác dụng chiếu sáng còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Có hơn 100 loại đèn, mỗi một không gian sẽ tương thích với một loại đèn và cách chiếu sáng khác nhau. Ngày nay, mọi người cũng đã quen dần với việc sử dụng ánh sáng cục bộ trong không gian sống bên cạnh nguồn chiếu sáng chung vì tiết kiệm và hiệu quả. Đèn trang trí cũng vì thế trở nên đa dạng hơn về phong cách, kiểu dáng để phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau. Như các thấy hôm nay hiện tại ra đây, tất cả những cách bài trí đây sẽ là sự kết hợp giữa đèn và furniture. Yeah. Nó tạo thành một cái tổng thể hài hòa. Thì tùy vào cái kiểu dáng đèn và cái loại đèn mình kết hợp với furniture thì mình sẽ tạo ra được những cái góc như những góc thư giãn hoặc là góc bàn ăn chẳng hạn. Kết hợp ở đây nó có nhiều dạng, như là mình giữ kết hợp giữa sắt với kim loại, màu trắng với lại màu tự nhiên của gỗ. Thì tính vậy tạo cho cái không gian của mình nhìn đơn giản mà nhìn rất là thư giãn. Vì Mỹ Nhật có thể qua đây, anh có thể giới thiệu cho Mỹ Nhật một số loại đèn và tư vấn cho Mỹ Nhật cái cách trang trí hoặc là cái cách sử dụng những cái loại đèn trong không gian nhà ở. Dạ, cảm ơn anh. Thường thì đèn trần mình sẽ treo ở phòng khách hoặc là bàn ăn. Tùy theo cái loại bàn ăn dài hay tròn thì mình sẽ treo đèn tròn hay đèn dài. Còn phòng khách thì mình có thể treo thành cụm, thành bộ. Thì chính đó sẽ là cái điểm nhấn cho cái không gian của mình, dựa vào cái kiểu dáng của nó và cái màu sắc của nó. Còn các dạng đèn treo dạng nhỏ và hình ống thì mình có thể mình sử dụng treo trên quầy bar để trang trí. Tiếp theo là có loại là đội đèn để trên sàn. Đội đèn trên sàn thì thường thì sẽ đặt ở cạnh armchair, gặp ở cái thư giãn hoặc là đặt kế bên sofa. Cái công dụng của đèn treo thì thường là sẽ để cho mình cái ánh sáng tập trung ở một điểm nào mình cần. Ví dụ mình dùng mình đọc sách hoặc là chiếu sáng ngay vị trí phòng tiếp khách của mình thôi, không cần tất cả mở cái ánh sáng khác lên. Tiếp theo là đèn đằng bàn. Đèn bàn thường thì đặt ở ngay phòng ở trong bàn đêm, bàn kế bên giường ngủ á. Để cho ánh sáng để mình đọc sách hoặc là có ánh sáng để mình xem báo gì đấy. Ngoài ra mình còn có loại đèn tường. Đèn tường là để bắt dọc, để gắn trên tường dọc những hành lang, lối đi. Như vậy là mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều về các vật dụng trang trí nội thất trong một không gian hiện đại. Bây giờ Mỹ Nhật muốn nhờ nhà thiết kế tóm lại một lần nữa là khi mà chúng ta muốn thiết kế một không gian hiện đại, chúng ta nên làm những điều gì? Có bốn cái yếu tố quan trọng nhất. Một là về màu sắc. Màu sắc là mình sử dụng ánh màu sắc trung tính, trắng, đen. Thứ nhì là cái về kiểu dáng. Kiểu dáng đơn giản, hình khối. Thứ ba là về chất liệu. Mình sử dụng những chất liệu thân thiện, những chất liệu đơn giản giống như là kim loại, gỗ, gốm, thủy tinh.
và cuối cùng điều quan trọng nhất là vấn đề về công năng. Về thiết kế và về theo khuynh hướng đương đại thì công năng là vấn đề quan trọng nhất, và cái công và bên cạnh đó là nó phải rất là đẹp và tiện dụng. Dạ. Qua những cái chia sẻ của anh thì Nhật đã hình dung ra được một cái không gian hiện đại là như thế nào, và chắc chắn là với những cái gợi ý này thì Nhật sẽ có thể áp dụng cho chính ngôi nhà của mình để cho nó trở nên hiện đại và sang trọng hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Một không gian hiện đại không những đẹp và tiện nghi mà còn thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người. Mỹ Nhật hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có một cái nhìn rõ hơn về nội thất trong thiết kế hiện đại, cũng như là lựa chọn được một địa chỉ mua sắm những sản phẩm thiết kế nội thất vừa ấn tượng cá tính và đẹp mắt. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt tay vào việc thiết kế lại ngôi nhà của mình theo phong cách riêng của chính mình. Chúc quý vị thành công!